Ông không kiếm tiền không tham gia mà tham gia chương trình iRob có cái tham gia chương trình Hideroid. Con này khi tham gia iRob các bạn sẽ nó sẽ nhận được token có cái hiệu là HDS, nó nói là hello, là xin chào cộng đồng thân mến. Chúng tôi ra mắt iRob có 50.000 HDS cho người dùng tham gia. Mỗi lượt ghép là John Boy 50.000 HDS. Mỗi một lượt ghép là 10.000 HDS. iRob này diễn ra từ ngày 8 tháng 3 đến ngày kết thúc ngày 7 tháng 4. Các bạn, đầu tiên các bạn để tham gia chương trình iRob, các bạn click phần link mô tả, mình bấm nút ta. Sau khi các bạn bấm nút ta xong, các bạn bấm vào của nó ra giao diện gì, các bạn bấm vào John. Sau khi bấm John xong, nó kêu cái gì vậy như vậy, các bạn, nó kêu bạn là enter your email assign, các bạn điền địa chỉ email mình vô. Sau khi điền địa chỉ email mình xong, cái nó ra một cái giao diện như gì, các bạn join ba kênh Telegram group rồi ghi lại username Telegram, rồi các bạn bắt lại địa chỉ với RC20 wallet. Dưới này các bạn lấy với bên chi chút wallet MetaMask in token là gì cũng được các bạn, miễn nền tảng RC20. Rồi các bạn bấm sao sẽ bấm vào balance, nó sẽ cập nhật token sao các bạn. Rồi các bạn sẽ lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân để tham gia. Như video mình kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Trên iRob này nó kết thúc vào ngày 7 tháng 4 các bạn. Giờ ngày 8 tháng 3. Khởi chạy từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4.